Mưa từ đêm hôm qua đây. Ở cái chậu để mà để ở nhà chỗ to nhỉ? To quá, to lắm. Đêm này hôm nay ta lại cua vào cái chậu kia vừa khích thế. À được đấy, được. Quay cả chân ý. Rậm quá đâm ra là không nhìn được. Đấy, cao thì chỉ có 4 cây thôi. À, cả cây lùn mà nhưng mà bóng rất rộng nha. Và vai rõ ràng. Sao vai đông đông ở đây mà đi về hết rồi à? Nam Điền này của anh Công. Đấy, cả chợ có mỗi cây. Đặt xe đây nó rất rất ra đấy. Đấy. Dấu đấy. Nhẹ đấy chứ nhỉ? Đấy, giá yêu thương cho anh em là bao nhiêu đây? Trên đường ấy, mà cho khán giả biết đấy. Cần chỉ là 2 sỏi. 2 sỏi. 2 chục. Chuột chỉ. Có giao dịch. Đấy. Có xê dịch. Tốc số, tốc số. 0906. 0906. 799. 799. 866. 866. Đấy, số VIP đấy. Đấy, ba thân đấy. Già nguồn lực. Đấy. Nuôi yên tâm là có tiền. Thế đó. Nếu bán ngay thì chân móng rồng hết. Đấy. Bảo bán ngay thì lãi đôi chục, còn bán sau này nuôi lại thì bán tiền trăm. Đó, con này sau này thì đúng rồi, nên tiền trăm là chuyện bay chắc chắn rồi. Cỡ nó to này mà. Bóng nó có 30 44 phân, cái này nó cao 40 phân. Đây cái chiều này nó bao nhiêu nhỉ? Con này rất nhỏ thì sẽ đấy. Có được 50. 6. 50. Hơn 50. 45 50 thôi. 50. Đấy, có khung hết rồi, bóng xây bóng rồi. Đấy, bóng khung hết rồi. Đấy, bóng rất đẹp. Cắt giật cục kịch. Không có sẹo này, không có sẹo. Lành hết. Đấy. Đấy, con này mới ra tiền, nhưng mà con nào? Đấy, làm con nghe được ấy, con này. Con này phải ra đây thì nó phải tiền trăm. Đến con này ra. Mà cứ chơi này xong rồi mà nó già dần luôn, nó mua trầu. Thì phải nuôi với già chứ. Nó là ba thân, nó mới nói là điện xin. Bán là điện hả bác? Này bây giờ là có hơn 2 chục thôi. Đấy, nó mua được cái này. Còn bây giờ nó đâu. Cả chợ có mỗi cây. Mưa gió dịch bệnh. Nam Điền thì có mấy đâu. Chợ mỗi hai ông đi bán. Thế thôi, cho chợ là bóng cây. Quay. Không có, dân bắt đầu nó bỏ đi chợ đến nơi. Ăn được đéo đủ đi. Cây gì nữa. Lúc nào thừa tiền thì người ta mới chơi. Đẹp quá. Bóng con này rất hợp lý luôn. Có thực với vô lực tại. Cả chân, cả chân. Chân bóng nó đều được hết. Nó đổ đủ quái điểm đấy, quái. Nó đủ kiểu. Điểm cái hai đầu cái nhìn cái vết sẹo như rất gấu cây. Con này nó giữ cây. Chân sau này nó nở ra, nó kênh chân lên. Chân nó mỏng hết đấy, nó giữ cây nhìn này. Mấy cái tay này nó nhìn nó trong những cái độ mà chỗ nó nở bây giờ về chỉ có bóng quánh có một vài mà bắt đục thì nó lại nở ra ngay có gì thì con này cứ vê vào bóng mà chơi dần dần thôi. Làm cái chậu vừa tay này cả vừa tay này từ đây thì nó cứ nước trong cái này nó không dây cả bên đây thì nó không đẹp hết rồi.
chất nó đẹp đấy nhờ, chất đều rồi. Nó mà cũng rất quá. Ok đấy, được đấy, lại lên đường sớm ấy. Đấy. Này có cái gì không? Nhưng mà tại sao thế giới lại cây xanh của nó toàn không bây giờ? Mỗi mình chỉ thích cây xanh. Gì đấy? Dành dành à? Vài năm là cái tiền dành dành các bạn? Con này 3,5 triệu lên đường. 3,5 triệu. À, bảo cái xi kia gì? Cổ, xi cổ. Trên xe còn con nào nó hay hay không? Con gì nhưng mà tôn lô thế thôi. Đâu làm gì thấy à kia nhỉ? Xong còn con nắm đá đẹp lắm. Còn đang nuôi. Đây nào? Ở chợ có mỗi hai người bán một xe máy, một ô tô. Đấy, xi này thì mấy tiền? Xi này 10 10 triệu. Một chục. Ừ. Để xem có lấy được khẩu nào không? Cây xi này là cũng là kiểu cây con là bằng sạc này kìa. Cây con của nó bằng sạc, chúng ta có được cái thân sạch. Đấy, có cành. Thân sạch. Đây cái mâm cái để một nghèo này. Nhưng mà thực ra phải cây để một nghèo tay không phải giật thì nó cây nó béo cây nó phải do tưng con này nó to con cây thì nó phải cũng phun rồi vào thì tạo được đấy. Một loạt cây dũng giả 6 triệu thì không lên được. Lúc nào? Cây to này á? Cây to. Muốn bao nhiêu tiền? Con này phải 11. 11. Chắc là trèo lên thùng xe xuống ngắm rồi ấy thì quay hai vòng từ tối qua vật đi vật lại rồi. Các bố giờ vẫn vật cái to á nhỉ? Theo ta hiểu là xuống nước cả hôm đấy rồi. Chi được rồi gì? Cho vào thì cho. Vâng, bác cứ cho vào đi. Cho con bằng đá cái nhá. Con kia thì nó rẻ hơn con kia. Kia là phôi mà. Đây, quyền đây. Ghê nhỉ? Rẻ. Con này là 2 triệu là lên đường. Đấy, 2 triệu. Điền đấy. Điền xịn. 2 triệu, đấy. Rồi, ok. Tiền càng quá. Điền đấy. Về nuôi là chắc chắn sau sẽ thành nhưng mà... Đây, đơn đỏ. Đấy, đơn đỏ. Đơn đỏ cái gì? Bông đỏ là mấy tiền đấy bác? Đỏ con này 1,5 triệu. Đấy, gốc to bự. Giá giao lưu đấy. Đang giá trời mưa đây. Đây, tường vi đây. Vi cửa hát đây. Đây, tường vi này chắc là siêu rẻ rồi đúng không? Siêu rẻ, 800. 800. Đó, xì tiếp. Xì đây. Bông đá đấy nhỉ. Con này 3 triệu. Đấy, 3 triệu cả đá. Đấy, ô đá. Đá trời mưa nhé anh em nhé. Đá trời mưa. Đá trời mưa.
Con này nó chuyển thân ấy vết đấy nhưng không phải quái đấy. Quái đấy. Quái. Con xoay mặt kia cho em xem phát. Đây mặt này à. Dễ bốn quanh này. À rồi. Được đấy, lạ đấy, lạ cây đấy. Lạ cây là lạ. Ok. Rồi xong. Đấy, quan trọng là giá siêu rẻ. Siêu rẻ. Đây con điền đây. Rồi. Dài. Con đấy thì mấy tiền? Con này thì 3,5 triệu. Đấy. Quan là già vàng cháy luôn. Quan hạt rẻ thôi. Cút chậu nha anh em. Cây đấy già rồi. Quan đô rẻ đây. Đô rẻ. Quan đô rẻ đây. Quá hay. Ấm cúng quá. Ra mua cây trời mưa này sướng lắm. Đây là cổ rắn luôn. Con rắn nhỏ con cư. Cổ rắn. Đấy, toàn cả chân rắn này. Đấy. Đấy, giá rẻ bất ngờ. Mua nhanh còn kịp. Này. Đấy, quay lại cây này tí để kết thúc. Đây con này còn giá này. Ra. À ừ. Con đấy thì bao tiền? Con này 7,5 triệu. 7,5 triệu. Hàng chăn nuôi nhiều đầu, chăn nuôi. Một thân đấy. À, một thân. Đấy. Tiền 100%. Một đàn chân. Con này mà anh em có vườn mà để hoàn thiện thì nó điều kiện. Chân cuốn, chân cuốn. Vừa chơi mà vừa trèo được. Chung là con này kiên trì là phải 24 năm nữa. Thì mới ăn được. Không nhưng mà chỗ này mấy chỗ này 24 năm nữa. Rồi, được rồi. Đây, còn đấy, cục đấy thì bao nhiêu tiền? Cục này 6,5 triệu. 6,5 triệu. Đấy. Điền kìa. Cái này quay hồi nãy rồi. Đấy, cổ điền đấy. Ok. Rồi. Đó nha. Kết thúc chỗ cái chợ cây hôm nay. Có vậy thôi các bác ạ. Chẳng có gì đâu. Hẹn gặp lại các bác nhé.